Xin chào các bạn nhé. Sáng nay mình đi ra công viên Mẫu Kiệt với phố biển Đồ Dương để xem như thế nào. Các bạn chào các bạn nhé. Đi bằng xe đạp các bạn. Bây giờ mình từ cái TC Palace nha. TC Palace mình đi dọc trên cái công viên Võ Văn Kiệt. Công viên Võ Văn Kiệt các bạn. Không có đại dịch Corona thì ở đây là rất đông các bạn, mà giờ vắng lắm, ít người đi tập. Hàng quán giờ này cũng chưa có mở cửa, bị cấm vận rồi. Ở Phan Thiết mình cấm vận ngày hôm qua hôm kia rồi. Trên đường đi qua Đồ Dương thì sẽ đi trên cái trục lộ Võ Văn Kiệt. Các bạn thấy là ánh bình minh ló dạng. Mấy hôm là cái chỗ này là hàng quán bán đông lắm các bạn. Đây, uống cà phê đây. Họ vẫn đi uống cà phê buổi sáng. Sáng khoảng 5 giờ là đài phát thanh Bình Thuận đã khởi phát đó, các bạn nghe nhạc. Những cái bài mà bài trước mình dạy đàn organ đây nhà thiếu nhi, nó vẫn đến ngay chỗ cái khu vực của pha lê của cô 34 đây. Đây cô 34 vẫn còn nằm đây. Rồi mình qua khỏi cái công viên này. Đi con đường này đến trục lộ Tôn Đức Thắng. Từ Tôn Đức Thắng đó thì sẽ giao qua cái trục lộ đại lộ Nguyễn Tất Thành. Rồi mình sẽ đến phố công viên Đồ Dương. Đến nhà xe Trung Nga nữa các bạn. Nhà xe Trung Nga giờ này còn đóng cửa rồi. Cái này là cơ sở 2.
sinh hoạt, không cho sinh hoạt. Cho nên người dân ở đây cũng có ý thức họ chấp hành. Đây, bây giờ mình qua cái trục lộ Tôn Đức Thắng. Cái quán cà phê Lâm Kiều từ trước mình giới thiệu các bạn. Đây, quán cà phê Lâm Kiều đây. Xuyến và đối diện với cái bưu điện Việt Theo. Cái quán cà phê Anh Khoa trả mặt bằng và họ trồng lại những luống cỏ các bạn. Thì Lotte nữa. Bây giờ mình đi thẳng qua luôn. Đây có cái bảo Việt ở Nhân Thọ nè các bạn. Cái này mình đi về hướng Nam nha các bạn. Đi về hướng Nam. Nam băng qua cái đại lộ Tất Thành thì sẽ đến đây chỗ công viên này, cũng có lưa thưa mấy người tập đây. Công viên này cũng có người tập đây. Họ không quên được cái buổi sáng là tập thể dục ở trên những cái sân như thế này. Quán cà phê mà không có corona thì ở đây là đầy hết. Đây họ vẫn đi tập thể dục buổi sáng, uống cà phê thoải mái nha. Ta vẫn đi bộ đấy các bạn. Thôi mình dừng lại, lát nữa mình qua chỗ đại lộ Tất Thành thì mình sẽ cho các bạn xem từ cái bãi biển của Phan Thiết nha. Mình đang đứng ở trên chỗ cái khu vực bưu điện cũ đó các bạn. Ở đây là chuẩn bị tiếp giáp với cái giao lộ của đại lộ Tất Thành. Và mình sẽ đi qua hướng đông. Rồi sẽ đến phố biển của Phan Thiết. Các bạn thấy dọc theo đường thì cũng có những người bán, chẳng hạn như bán bắp chẳng hạn, rồi bán xôi. Nói chung là những ngày này là rất khổ, người dân rất khổ lắm. Em ở đâu rồi đi bán ở đây vậy em? Hả? Ở Hàm Thắng hả? Bán từ ngày giờ là em vẫn bán ở góc này luôn hả? Vậy hả? Chứ từ ngày giờ là corona em không ở nhà hả? Rồi bán em phải bảo trọng nha, nha, cẩn thận nha. Em bán bao nhiêu là một chục? 5.000 trái ha. Thôi bây giờ lựa hai trái nào ngon ngon bán cho chú đi, hai trái đi. Bán này bắp ở nhà trồng hay là em lấy lại? Dạ, mua sống từ nhà luôn. Hả? Mua sống từ nhà luôn. Mua hả? À, mua mà bắp này là ở đâu, từ đâu? lấy giùm tiền chú đi. Dạ, ở Phan Rang. Có Phan Rang hả? À, bắp này gọi là bắp gì? Bắp lai Mỹ hay là bắp gì đây? Dạ, bắp lai trắng. Hả? Bắp lai trắng chứ không có phải bắp Mỹ. Lai gì? Nó màu trắng chứ đâu phải bắp gì. À vậy à, rồi. Vậy là bắp này ăn rất ngon ha. Ăn không ngon là chú trả lại nha. Đây, bán với số được không gì? Mấy ngày này bị bán với số được không? Hả?
quá là hả, tôi mua hoài không trúng cho nên tôi không có mua nữa. À, chú đi nha. Đây là công viên Nguyễn Tất Thành đây các bạn. Cái công viên này nó trải dài xuống giữa phố biển Rạng Đông, và đó là bên trái, còn bên phải là về công viên Đồ Dương. Công viên Đồ Dương có nghĩa là chỗ bãi biển Phan Thiết các bạn. Bãi biển ở đây là rất sạch. Bây giờ mình đi. Đây cũng có những người tập thể dục thưa thớt này. Người ta có thể tắm biển lần lượt người ta về đó các bạn. Công viên này nó dài cũng khoảng vậy cũng là khoảng trang nè. Xe mình đến đây là bị gãy canh rồi các bạn, coi như là rồi. Coi như cái chuyến đi này coi như là thất bại mà. Còn có 1/4 đường nữa mà đến đây là xe bị gãy câm đó các bạn, hết đạp được nữa rồi. Xe mình bị hư rồi, bây giờ dắt bộ. Bây giờ ghé đến cái chỗ cái hàng rào phố biển Rạng Đông này các bạn. Ta cũng chơi cầu lông ở đây. Tại vì trong cái phố biển Rạng Đông này những cái ngôi biệt thự là đang xây dựng đất mà. Thì trên những cái con đường mà trắng ngang như thế này thì người ta tranh thủ người ta đưa lưới để người ta đánh cầu lông buổi sáng. Giờ mình dẫn bộ xe đạp đi thôi. Các bạn thấy trên cái vỏ của mình là để hai trái bắp. Dẫn bộ đi. Mặt trời nó ló vô trong những cái lùm cây công viên như nó thầm này các bạn. Mình cũng cố gắng mình đi một đoạn nữa. Mình đi cũng đã tới rồi các bạn. Mình đi đã tới rồi. Đây là cũng TTC Palace, cái hotel. Cái này là cái cùng chung với chỗ mình khởi phát đó các bạn. Nó nằm ngay cái Đồ Dương. Đến cuối công viên Nguyễn Tất Thành đó các bạn. Công viên Nguyễn Tất Thành. Cuối công viên Nguyễn Tất Thành người ta để cái tảng đá như thế này đó. Nó nằm trước cái khu villa của cái phố biển Rạng Đông này các bạn đó. Nếu bạn nào mà có tiền thì về Phan Thiết là mua những cái căn biệt thự ở đây cũng được. Rồi, đến cái khu mà bãi giữ xe cho các người đi tắm biển đây các bạn, vẫn đi tắm biển. Vé này giữ xe đạp bao nhiêu một vé đi? 2.000 á, có đưa tiền trước hay là sao chị? Mình hỏi cái trúng liền thôi. Bây giờ còn có 1.000 lẻ được không? Ủa mình hỏi thiệt chứ. Nhà đấy thì nó 20.000 thôi đi.
thì đó thì bởi vậy đó thì tôi đưa một chùm đó, chị muốn xử lý thì sao xử lý chứ không kéo ra 1.000 là tội chị. À, từ ngày giờ là chị vẫn giữ xe để cho mọi người ở Phan Thiết này tắm tắm biển ha. Vậy là chị về hưu năm nào? Chị về hưu lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi ha. Thôi kệ, làm gì là hưởng không khí gió biển không được. Đi đường nào xuống chị? Tại đi đi đường nào đâu? Đường nào tại giờ đó giờ tôi chưa đi. À đó đó, đâu đường nào đâu chị, chỉ giùm chưa? À vậy ha, rồi cảm ơn vậy nha. Rồi các bạn thấy không? Đây. Corona, coronel gì là người ta vẫn giữ cái sinh thái là đi tập đi tập thể dục buổi sáng đá cầu lông nè, rồi đi tắm biển luôn. À, mọi người giữ xe ở đây không khéo là buồn lắm. Không có khách mà đi tắm là rất buồn. Các bạn thấy không? Xe quá trời xe luôn. Người ta vẫn đi tập tấp nập. Chỉ có hàng quán ăn uống là người ta đóng cửa thôi. Còn đây sinh khí tập thể dục dưỡng sinh, người ta vẫn vẫn giữ giữ cái trạng thái đó. Đây các bạn vẫn thấy là cái hàng hàng chồm hổm bán rau tươi xanh là vẫn ở phục vụ ngay chỗ cái công viên phố biển đây. Đó, các bạn thấy không? Đó thành phố của Phan Thiết mình đó. Nói chung là bà con ở quê nhưng mà cũng vẫn biết phố biển của mình thiếu hụt những cái đồ ăn tươi xanh là chất lượng như thế này. Có chị thuốc không chị? À vậy ha. Rồi. Như vậy là bà con mình đi tập thể dục tắm biển này vẫn mua cái hàng này. Đây những người ta tắm biển làm được người ta về đây các bạn. Đây bánh chiên, hàng bánh chiên này nữa. Đó và lần lượt người ta đi tắm biển về đó các bạn. Nhưng mà nó nói cái lượng mà đi tắm biển buổi sáng thì nó vẫn giảm đi thôi mà. Đấy, người ta tập tắm biển ra về đây. Đó, các bạn thấy không? Đó, đó thấy chưa? Đó. Đó có nhà báo Huỳnh Hải Âu đây nữa nè. Đó, thấy chưa? Đó, đó thấy chưa? Vẫn rạng ngời nha. Ơi. Nói chung giờ này cũng 6 giờ mấy rồi. 6 giờ mấy thì bây giờ bà con đi tắm biển cũng 4-5 giờ thì giờ này là về là được rồi. Về ăn sáng tại nhà này. Hàng quán thì bữa nay là đóng cửa cho nên là bà con về chắc uống cà phê ăn sáng ở nhà thôi. Đó các bạn thấy chưa? Đó. Họ tắm biển là họ lần lượt về rồi. Bây giờ ánh bình minh lên các bạn thấy không? Đó, quá đẹp luôn. Đây là cái khu nhà tắm lại cho nó sạch, tắm nước ngọt đó các bạn. Khi bà con tắm biển xong là lên đây là có cái khu vực phục vụ đây. Đây cái bản dịch vụ nhà vệ sinh tắm nước ngọt đây. Đây. Nói chung là những ngày này thì ở đây người ta vẫn phục vụ đàng hoàng chứ không nghỉ. Đó các bạn thấy. Tắm xong chưa? Mới đá banh hả? À, vậy là sáng đá banh hả? Vậy là ngày nào cũng xuống đây đá banh hả? Nhóm ngành đồng không? Nhóm của mình đồng không? Đồng ở trên sân hả? À trên sân ha? Không, mình thì đá với cát này. À đá với cát này ha. Nói chứ ở nhà đóng cửa buồn quá cho nên mình đi vòng. Rồi chào anh nha. Rồi, chào anh.
Đó, các bạn thấy phố biển Đồ Dương, đây là bãi tắm rất là sạch sẽ cho người dân Mình Thiết và ngay cả những khách du lịch ở các nơi đến đây. Buổi sáng thì nói chung là giờ này coi như cũng 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi các bạn. Đang đi trên bãi cát biển đây các bạn. Rồi chào anh bạn. Buổi sáng nào cũng tập vậy sao? Rồi rồi vậy. Ok, vậy là ok rồi. Họ vẫn đeo khẩu trang đi tắm biển đó các bạn. Có lần mà mình về biển La Di đó các bạn, mình về biển La Di là tắm biển mà mình đào cát rồi mình nằm ở dưới, mình lắp cát lại, trời ơi thấy nó sướng vô cùng. Rồi vậy mình tắm là ok. Ở đây cũng có những người người ta đang tập cái đó. Đào cát họ chung chân, có thể là họ chung cả toàn thân giống như mình kỳ trước, thì nói chung là rất khỏe. Cái sinh khí của cái Phan Thiết mình buổi sáng mà tập thể dục rồi tắm biển rồi về nhà ăn sáng, tại vì corona người ta cấm bán tập chung người đốc đó, cho nên là có thể về nhà tự giải quyết đó. Họ bạn thấy không đó, cũng có người đó, người ta cố gắng người ta tập. Tại vì bây giờ cho dù những cái căn bệnh nào ở trong cơ thể con người mà nếu mà mình đi tắm biển á, mà buổi sáng mình tập như thế này là ok, là rất tốt. Sinh khí con người là điều hòa âm dương đó các bạn. Các nơi người ta vẫn mặc áo bikini người ta đi tắm biển đó các bạn. Nhưng mà nói gì nói thì cũng hạn chế, không hạn chế chứ không có đông như là chưa có corona. Có lần mình đi xuống Đồi Sứ thì mình thấy là cái bãi cát bãi biển ở đó là có chang chang gì mà nhiều lắm các bạn ơi, mà không chắc ở đây không có thể nào mà chang chang được. Tại vì hồi đó mình đi xuống mình dẫn cả đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh đó về đó chơi thì anh em coi như là đào chang chang rất nhiều. Nhưng mà ở đây chắc không có chàng trang, có ba cái vỏ không thôi. Có chàng trang không em? Không có chàng trang hả?
Thôi mình tập thể dục bằng cái tay đi, à, kéo cào corona cho nó biến đi đi. Đấy, họ lần lượt họ cũng về rồi. À, ở đây trong này cũng có khách du lịch nữa các bạn, mà nhưng mà khách du lịch ở đây thì nó hạn chế rồi, không còn. À, sóng biển vẫn rì rào đúng không? Rì rào theo nhịp tay của những anh chị em đang tắm biển và cào cát. Đó, các bạn thấy không? Ở sau lưng mình đó, biển đó, thấy chưa? Đó. Các bạn thấy không? Đó, đó là về hướng Nam. À, còn mình xoay lại nè. Đó, mình xoay lại, mình xoay lại. Đó, các bạn thấy, đây là hướng Đông Bắc. Đó, hướng Đông Bắc. Các bạn thấy ánh mặt trời rất là dễ thương, rất đẹp. Đó, như vậy là sáng hôm nay là mình cũng đi mua đồ ăn cho các thú cưng của mình. Và mình cũng thấy là trên Facebook là có một số bạn là hỏi mình ở thành phố Phan Thiết mình tắm biển dạo này ra sao. Thì mình nói là mình chưa đi. Bây giờ sáng hôm nay mình sẽ đi mua đồ ăn cho các thú cưng của mình. Mình ghé lại cái biển Phan Thiết mình xem thử như thế nào. Hồi trước thì mình hay đi, nhưng mà khi corona thì mình ít đi lắm. Mà các bạn thấy đó. Đó thì đó, người ta vẫn đi tắm biển vẫn bình thường đó, các bạn thấy không, vẫn đi tắm bình thường, không có gì hết. Đó là sinh khí của cái môi trường mà con người tự tại là để giúp cho cái sức khỏe mỗi ngày đó, nó tăng cường thêm cái đề kháng chống bệnh corona chứ. Đó, chắc có lẽ mình sẽ về đó các bạn, mình sẽ về. Ghé qua tiệm ăn mua đồ cho các thú cưng của mình. Rồi mình xin chào các bạn. Thank you.
bãi xe hay đậu dọc theo hành lang để đi tắm biển đó các bạn. Đây khách sạn Bình Minh, nhà hàng Bình Minh đây các bạn. Về chủ trương của nhà nước là cho hàng quán cà phê đóng cửa, chứ mỗi buổi sáng ở đây là Bình Minh là cái cửa hàng bán cà phê này rất đông. Nó nằm ở bên chỗ TC Palace Hotel. Các bạn thấy bên tay phải của tôi là phía biển nha. Bây giờ bên tay trái là cái quán cà phê của Bình Minh. Những buổi sáng của Bình Minh thì giờ này là rất đông, nhưng mà bây giờ là các bạn thấy là quán cà phê là theo chủ trương của nhà nước là cấm đóng cửa, không có được bán. Nhưng mà ở đây là những người mà đang uống cà phê ở đây đều có thể họ tập thể dục, họ uống cà phê lễ ăn sáng, và có thể họ mang đồ đi theo ăn. Cái này họ mang đồ đi theo ăn nữa các bạn. Đây là cái bản thông báo mà được restaurant Bình Minh thông báo để các bạn niêm yết ở đây. Rất rõ ràng. Đấy, như vậy là người ta đi tắm biển, người ta mang thức ăn đi theo đó các bạn. À, các thấy vắng như chùa Bà Đanh thấy không các bạn, vắng ghê lắm. Đây là công viên Đồ Dương các bạn, công viên Đồ Dương. Đây là cái bãi biển sạch và các nơi người ta đến đây người ta tắm. Đây là cái góc cà phê của TTC Palace Hotel các bạn. Anh ơi, có đi xe không anh? Anh có đi xe không? Tôi hỏi anh á, hồi bữa giờ anh có đi làm không? À, cũng chạy bình thường mà. À, chạy đi bình thường á. Bây giờ anh chở tôi về nhà nghỉ 89. Xuống nhà. Nhà nghỉ 89 đường Đặng Văn Ngữ. Đặng Ngữ. Ở sau lưng khách sạn 19 tư đó. Biết không? Rồi, bây giờ chở tôi về đó nha. Bây giờ xe nó bị gãy căng. Xe nó bị gãy căm. Đỡ gì luôn hả? Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình phải nhờ ông xe ôm chở mình về đây. Đó. Đó chưa? Rồi, xin chào các bạn nha. Mình đã về đến nhà rồi.